cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn ván đấu hay đỉnh cao của danh thủ Vương Thiết Khinh Cầm Mền Đen đối mặt cùng Tạ Tĩnh, ván cờ đánh trong tay cờ tướng Nam Bắc đối kháng năm 2023. Chi 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 Chi将军，吃。将军。
将军。将军。将军。吃。将军。吃。吃。将军。吃。吃。将军。将军。将军。吃。将军。吃。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。吃。将军。吃。Từ hình cờ trên sau phần cờ cho thoái xe về đến từ bên vương thì bên đỏ đã phải buông cờ, xin thua. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Kính chào và hẹn gặp lại.